Thưa quý vị, từ sau vụ việc sạt lở trên bờ sông Vàm Nao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như kinh tế của bà con đang sống ở khu vực ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang, ngày 24 tháng 4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải nhanh chóng khắc phục sạt lở bờ sông Vàm Nao một cách nhanh chóng nhất và triệt để nhất để bà con có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt và sản xuất bình thường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sạt lở, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn và sớm ổn định đời sống nhân dân trong khu vực. Văn bản từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân trước tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ sông Vàm Nao. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng cảnh báo, hạn chế người, phương tiện qua lại khu vực sạt lở, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở càng sớm càng tốt, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản. Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, sắp xếp chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa và phải di dời, không để người dân thiếu đói, khó khăn, ổn định mọi sinh hoạt tạm của bà con trong giai đoạn khó khăn này, có phương án hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân đã bị mất nhà cửa hoặc phải di dời.